Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, một số cơ quan báo chí đã phản ánh về việc nhiều tài xế qua trạm BOT cầu Rạch Miễu đã vượt trạm, kéo dài thu phí với lý do không đi qua đoạn đường nào của dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 60, nối cầu Rạch Miễu, cầu Cổ Chiên. Về vấn đề này, công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu cũng đã có những thông tin giải thích liên quan đến việc thu phí hoàn vốn của dự án. Liên quan đến hai chốt kiểm soát vé An Khánh được đặt tại đầu đường dân sinh khi vừa đổ hết dốc cầu Rạch Miễu hướng vào tỉnh Bến Tre, công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu cho biết, dù doanh thu mỗi chốt tại đây chỉ vài triệu đồng mỗi ngày, nhưng đơn vị vẫn duy trì thu phí. Trường hợp nếu ngừng kiểm soát vé tại hai chốt này sẽ dẫn đến tình trạng nhiều xe sẽ chạy thẳng vào đường này, gây kẹt xe tại vị trí giao với quốc lộ 60 hướng lên dốc cầu Rạch Miễu. Việc thu phí tại trạm BOT cầu Rạch Miễu để hoàn vốn đầu tư dự án cầu Rạch Miễu quốc lộ 60 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chính quyền địa phương thống nhất và chấp thuận là xuyên suốt từ trước đến nay. Trong năm 2021, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã gửi văn bản đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án BOT, Cục Quản lý Đường bộ, đề nghị tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân tại các địa phương áp dụng chỉ thị 16. Song kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2021, trạm thu phí cầu Rạch Miễu quốc lộ 60 nằm trên địa bàn huyện Châu Thành đã tiếp tục thực hiện công tác thu phí trở lại. Sau thời gian tỉnh Bến Tre dỡ bỏ giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cho đến nay, đại diện BOT cầu Rạch Miễu cũng cho biết thêm, kể từ khi áp dụng hệ thống thu phí tự động không dừng ETC, những xe có dán thẻ ETC vượt trạm sẽ bị thu nguội. Những xe chưa dán thẻ ETC nếu lần sau đi qua trạm chính sẽ bị truy thu trực tiếp. Thông tin và hình ảnh các phương tiện đều được camera hành trình giám sát ghi lại. Việc truy thu sẽ có đầy đủ hình ảnh gửi cho tài xế để chứng minh xe có đi qua trạm. Liên quan đến các vấn đề về trạm thu phí cầu Rạch Miễu quốc lộ 60, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong những chương trình tiếp theo.